Quý vị và các bạn đang đến với bản tin sức khỏe 24/7 của Pháp Luật Plus. Trong bản tin, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin sức khỏe mới nhất cho quý vị. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Phát hiện trứng có giòi trong bếp ăn khách sạn Mường Thanh, Quảng Nam. Miến ngâm hóa chất đe dọa tính mạng người tiêu dùng. Cách phòng tránh rét đúng cách cho người lớn, trẻ nhỏ và súc vật. Sự khác nhau giữa vaccine dịch vụ và vaccine miễn phí. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ virus gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Thưa quý vị, trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin lưu ý liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cận Tết. Có lẽ là khi mà xem xong những đoạn phóng sự này, quý vị và các bạn sẽ phải đặt ra một câu hỏi là bây giờ ăn ở đâu thì an toàn, ăn gì thì không bị bệnh. Ngày 26 tháng 1, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra đột xuất bộ phận bếp chính chế biến thức ăn thuộc Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh chi nhánh Quảng Nam. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hai hộp trứng muối hết hạn sử dụng, xuất hiện giòi và bốc mùi hôi. Hai bao rong biển có xuất xứ từ Trung Quốc không ghi rõ hạn sử dụng. Một số bao bột mì và sữa nguyên kem không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng được để chung với thực phẩm chuẩn bị đem đi chế biến. Đây là những sản phẩm không đủ cơ sở và tiêu chuẩn để có thể sử dụng làm thực phẩm thức ăn. Vấn đề vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra ở khắp mọi nơi, gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người tiêu dùng cũng như thực khách quốc tế. Vào những ngày cuối năm tại xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, các hộ gia đình làm miến tấp nập hơn ngày thường để cho ra lò những mẻ miến nhằm phục vụ thị trường Tết Bính Thân. Tuy nhiên, trái với quy định của vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên liệu tại các cơ sở chế biến này lại được để dưới đất, ngay cạnh bãi rác, xô chậu vứt ngổn ngang, máy nghiền, khu nhà chế biến cáu bẩn, nước ngâm bột cũng đã chuyển sang màu đen. Người làm miến vô tư chân đất, tay trần mặc sức dẫm lên miến khi mang đi thái. Sau khi củ rong được nghiền ra, muốn miến trắng, người làm lọc nhiều lần và dùng thuốc tẩy để loại bỏ những tạp chất bẩn hoặc pha với phẩm màu để che đi độ bẩn của miến. Đây chính là thứ gây hại nhất của miến, những loại hóa chất làm trắng từ lâu đã được cảnh báo về độ nguy hiểm của nó tới sức khỏe của con người. Theo bà Trương Hương Lan, Viện Công nghệ Thực phẩm thuộc Bộ Công Thương, khi ăn phải các loại thực phẩm có ngâm hóa chất tẩy trắng, cơ thể sẽ không tự đào thải được, sẽ gây ra những biến chứng. Nhẹ thì bị đau bụng, ho, viêm nhiễm, nặng thì sẽ gây ra bệnh ung thư, xuất huyết não. Thưa quý vị, trong đợt rét này đã xảy ra một trường hợp đáng thương tâm ở tỉnh Quảng Bình. Khi gia đình anh Đoàn Văn Biển đóng kín cửa phòng và đốt than để sưởi ấm, dẫn tới sự tử vong của con trai anh Biển, còn vợ và con gái thì bị nhiễm độc khí nặng. Vậy làm sao để có thể sưởi ấm đúng cách trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một đoạn phóng sự sau đây. Thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ở các tỉnh cực Bắc của nước ta có lúc giảm xuống nơi âm độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả kinh tế, sức khỏe của người dân cũng như súc vật ở những vùng này. Lâu nay, người dân vẫn quen với khái niệm sưởi ấm bằng than củi là an toàn, không gây nguy hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Và vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Quảng Bình với gia đình nhà anh Đoàn Văn Biển là một minh chứng. Để tìm hiểu lý do tại sao lại xảy ra vụ việc trên và làm sao để sưởi ấm đúng trong những ngày giá rét, chúng tôi đã tìm đến tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Là nếu đốt than hay đốt củi trong phòng thì nên để một tiếng, điều đó là sai. Là vì trong quá trình đốt như thế này thì mật độ hoặc lấy khác là nồng độ CO càng ngày càng cao. Nhưng dù là trong củi hay trong than thì ngoài CO ra nó còn rất nhiều các chất khác. Thí dụ SO2, thí dụ P2O5, thí dụ NO2, thì tất cả chất đó là chất độc hại đối với cơ thể. Cho nên việc đầu tiên anh hút sẽ ấm thì phải nghĩ chuyện là phải để cho khói và hơi độc thoát đi. Thì nếu anh chưa làm cái đó thì không thể được. Tốt nhất là khi dùng lò sưởi nhỏ cắm điện. Thứ hai, có thể lò sưởi đốt ở dưới bên sau. Cái thứ ba, đơn giản nhất là tôi cắm bếp cho sôi nước, chính nước sôi tỏa ra khắp nhà. Đấy. Thế thì những nhà dân chuyện thế thôi, đừng đốt than, đừng đốt củi. Tốt nhất là chúng ta dùng bếp điện, dùng bếp ga, chúng ta đốt nước đun sôi, nước tỏa ra khắp nhà. Hiện tượng khuếch tán nó sẽ làm mùi nhà ấm lên. Đấy là cái nhất. Còn đốt cái gì cũng không được. Bởi vì đốt gì cũng sinh ra CO2. Đốt gì cũng sinh ra SO2, NO2, cái đó. Theo tôi nghĩ dùng nước muối là đúng. Nhưng chúng ta quên mất liều lượng. Tức là rắn là loài bò, nhưng phải là sát không chân. Thế cho nên uống muối là đúng. Nhưng nếu uống nước muối là chín, phải nghìn, thì không đủ lâu được. Bây giờ chúng ta cầm cỏ cho bò ăn, cho ăn lạnh,
Cho nên cái thứ hai là ngay cả cỏ như thế cũng nên ngâm vào nước ấm, nó vừa ăn vừa uống. Đây là phương pháp tôi đã giúp bà con miền núi trong mùa xuân năm 2019. Dùng nước muối cho trâu bò uống để giữ ấm cho chúng là đúng. Tuy nhiên, dùng quá liều lượng và thường xuyên sẽ gây phản tác dụng. Đây là điều mà người dân cần hết sức lưu ý khi chăm sóc cho súc vật trong những ngày giá rét. Vâng, thưa quý vị, sưởi ấm rất quan trọng đối với cả con người và động vật. Chúng ta cần phải lưu ý tới cách ăn mặc, chất dinh dưỡng cũng như là những cái phương pháp sưởi ấm từ bên ngoài để tránh những sự cố nguy hiểm tới tính mạng. Và sau những thông tin về giá rét ở ngoài miền Bắc thì chúng ta lại nóng lên với thông tin đăng ký tiêm phòng cho con ở thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Chiều ngày 26 tháng 1, Sở Y tế thành phố đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để chốt kế hoạch tiêm chủng ngừa vaccine Pentasim 5-1 cho trẻ. Theo đó, trong đợt này, thành phố nhận được 12.500 liều Pentasim. Công tác phân phối đến các cơ sở triển khai tiêm chủng đã được thực hiện. Sau đợt 16.000 liều Pentasim được dùng hết đợt đầu tháng 12, từ 8 giờ ngày 27 tháng 1, các bậc phụ huynh có nhu cầu tiêm chủng vaccine cho con mình có thể gọi điện đến tổng đài 1080 để đăng ký và nhận lịch hẹn. Số vaccine trên thành phố được phân phối lần này sẽ tiếp tục ưu tiên cho những trẻ chưa được tiêm chủng mũi đầu. Với tình trạng luôn luôn nóng của vaccine dịch vụ, người ta không khỏi thắc mắc Pentasim phải chăng ưu việt hơn Quinvasem, loại vaccine 5-1 được dùng trong tiêm chủng mở rộng. Năm thành phần ví dụ như là Pentasim thì có bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt và viêm màng não mủ do HIV. Còn đối với vaccine Quinvasem thì cũng có 5 thành phần, nhưng mà 5 thành phần đấy thì nó khác ở cái chỗ là không phải là bại liệt mà là vaccine viêm gan B. Thế như vậy thì để phòng 6 bệnh thì với Pentasim thì phải tiêm thêm vaccine viêm gan B. Đối với lại Quinvasem thì phải uống thêm bại liệt. Như vậy là mục tiêu cuối cùng là trẻ phải tiêm đầy đủ 6 cái loại vaccine để phòng 6 bệnh này. Về mặt bảo vệ thì vaccine hai loại này là tương đương nhau. Thậm chí là vaccine Quinvasem thì do cái thành phần ho gà là toàn tế bào thì cái bảo vệ, tức là cái khả năng đáp ứng miễn dịch của trẻ thậm chí còn tốt hơn với thành phần ho gà vô bào ở trong vaccine Pentasim. Sau tiêm chủng thì bất cứ vaccine nào cũng đều có những cái phản ứng không mong muốn, những cái phản ứng thông thường, ví dụ như là khó chịu, ví dụ như là sốt, ví dụ như đau tại nơi tiêm, thì là đấy là những cái phản ứng thông thường và sẽ tự khỏi sau 1-2 ngày và người dân không phải lo lắng gì. Nhưng mà cũng có một tỷ lệ mặc dù rất là nhỏ là có những cái phản ứng nặng, ví dụ như là sốc, sốc phản vệ, hoặc là có thể những trường hợp mà nặng nữa là có thể dẫn đến tử vong, nhưng mà tỷ lệ là rất là thấp, rất là thấp. Và cái việc mà cái phản ứng thông thường nhẹ thì Quinvasem tỷ lệ cao hơn đối với Pentasim, nhưng mà phản ứng nặng thì sự khác biệt không lớn, sự khác biệt này là không có, là tương đương nhau. Vẫn là những khẳng định rất chắc chắn từ các cơ quan chức năng về sự không khác nhau là mấy của hai loại vaccine 5-1. Nhưng dường như điều này vẫn chưa đủ để các bậc phụ huynh lựa chọn Quinvasem để có thể đặt sự an toàn của con cái họ vào số rủi ro cho phép trong thực tế. Trong phần tin quốc tế, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo. Nội dung của cảnh báo là virus Zika sẽ có thể lây lan đến tất cả các quốc gia ở Nam, Trung và Bắc Mỹ, trừ Canada và Chile. Đây là một bệnh do loài muỗi vằn bùng phát ở Nam Mỹ và một số quốc gia khác trong mấy tháng trở lại đây. 21 nước và vùng lãnh thổ châu Mỹ đã báo cáo về số trường hợp nhiễm virus Zika này. Trong đó, Brazil là quốc gia đầu tiên có trường hợp mắc bệnh vào khoảng tháng 5 năm 2015. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên đi du lịch đến các quốc gia ở Nam, Trung Bắc Mỹ, trừ Canada và Chile. Trong đó có Bolivar, Brazil, Cape Verde, Colombia, Ecuador, bởi virus này có liên quan đến nguy cơ mắc chứng bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Triệu chứng của căn bệnh này bao gồm sốt, phát ban, đau khớp, đỏ mắt và các biểu hiện này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Tuy nhiên, đáng chú ý là 80% người mang virus không có triệu chứng nào. Vâng, và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sức khỏe 24/7 của Phát Lộc Plus ngày hôm nay. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cập nhật sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về tình hình sức khỏe hiện nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!